Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình có một cái con Ben 302 của mình. Thì mình có review con này rồi và có chia sẻ kinh nghiệm con này rồi. Thì hôm nay mình đã trải nghiệm xong và mình cần bán em Benelli 302 này. Đăng ký lần đầu 2018. Up một số đồ chơi cơ bản và cái đầu đèn thay đổi như thế này. Thì anh em nào mà có nhu cầu muốn mua xe và trải nghiệm thì mình để lại cho anh em nhé. Thì giá của em nó thì mình muốn chia sẻ lại cho anh em là 55 triệu. Anh em nào cần thì liên hệ mình theo số điện thoại là 0984816105 nha anh em. Đây là Benelli. Bây giờ mình sẽ review cho anh em xem con xe này có những gì. Thì đầu tiên mình đã vô cho em nó một cái kính chắn gió Z1000. Đó, đây là 4 con ốc titan. Đây là cái đầu đèn TNT 150 nha anh em. Nhìn khá giống của KTM. Rồi xi nhan trước sau đều là dạng của LED giống của Honda Winner X anh em. Rồi đây là tay côn tay thắng Rambo nhưng mà hàng rep 11 nha. Rồi ở đây phuộc thì mình dán nha. Dán chung phải sơ. Rồi bao tay Spider. Cầm công tắc có đèn LED Lightmaster. Rồi gương zin nha anh em. Đây đồng hồ Ducati, mở cho anh em xem luôn. Hiển thị thông số đầy đủ. Có báo số luôn nha anh em, xe đời 2018 là chưa có báo số đâu. Đời từ 2019 trở lên mới có báo số. Này thì mình đã độ báo số vô cho nó rồi. Đó, cho anh em xem lại nữa. Đồng hồ khá trong và đẹp nha. Rồi, ở đây có một cái chỗ để chúng ta sạc điện thoại khi mà đi tour nha anh em. Đây có công tắc đây. Rồi đây là hai đèn trợ sáng phía trên, hai đèn trợ sáng phía dưới là 4 cây. Rồi chống đổ đầy đủ nha. Rồi dưới đây là có cổ bô inox mạ titan với lông bô C, nổ khá là chua chát tê tái luôn. Xe này biển số Long An nha anh em, 00866, khá đẹp. Rồi hồi sau thì mình đi cho nó một cái vỏ Michelin 180 nhìn cho nó ngầu hơn. Rồi thì tiếp đó mình sẽ vô cho nó một cái nhông sinh dĩa mới. Cái sơn này mình đi nó hơi xét nha anh em, thông cảm. Về chà vệ sinh lại thì cũng khá là ok. Dĩa sau là dĩa CNC 46 răng, khá là ok. Rồi nhìn tổng quan thì xe mình độ như đó thôi. Rồi mới vừa bảo dưỡng cho anh em là tẩu với lại Puri. Rồi hai nước mát nhớt rồi đầy đủ hết rồi nha anh em. Rồi nếu ai có nhu cầu muốn mua xe xem xe thì liên hệ mình, xe đang ở Đức Hòa Long An nha. Rồi chào tạm biệt anh em.